Bạn có bao giờ gặp mấy cái câu hỏi 50 50 kiểu như Anh ơi, nếu mà em với mẹ té xuống sông anh sẽ cứu ai? Hoặc là kiểu như anh ơi, giữa game và em anh chọn ai? Vâng, và nếu anh em đã được hỏi mấy câu hỏi như vậy á thì chúc mừng anh em đã có được người yêu. Còn những anh em nào mà FA như tôi á thì chào mừng anh em đến với Ether Đây là một trong những trang web có cực kỳ nhiều những câu hỏi 50-50 Từ những người trên toàn thế giới hỏi anh em Tương tự như là mấy cái ví dụ mà tôi vừa ví dụ cho anh em coi từ đầu video ấy Và nếu mà ai không có người yêu hoặc là những người thân hỏi anh em về những cái vấn đề 50-50 á Thì có thể vào cái trang web này để bớt cô đơn Câu hỏi đầu tiên Đi khắp thế giới chỉ giới hạn trên một chiếc xe lăn hoặc là Dành cả cuộc đời của bạn trong cùng một bán kính 200 dặm hmm. Vậy là khi mình đi khắp thế giới nhưng mà mình bị khuyết tật Và còn lại đó chính là mình sẽ không bị khuyết tật Nhưng mà chỉ giới hạn trong vòng bán kính 200 dặm thôi Thế giới bao la đẹp đẽ lắm anh em ơi Dù có phải đi xe lăn đi chăng nữa cũng được Chúng ta sẽ chọn đi khắp thế giới chỉ giới hạn trên một chiếc xe lăn. Ồ, oh, tôi nghĩ là lựa chọn màu xanh sẽ hơn nhiều so với lựa chọn màu đỏ chứ Nhưng mà không phải Cũng 50-50 Ok, chúng ta tới câu hỏi khác nào Ok, chúng ta có một câu hỏi cực kỳ ghê gớm ở đây đây Nếu mà anh em nhận được cái án tử hình á Anh em sẽ chọn cách nào? Chết bằng ghế điện hoặc là tử vong do tiêm thuốc gây chết người Tiêm thuốc gây chết người thì tôi thấy nó nhẹ hơn nhiều so với ngồi ghế điện đó, anh em ơi Anh em mà ngồi ghế điện ha, bị giật là <cười> <cười> Đau đớn dữ lắm luôn rồi mới chết Còn tiêm thuốc là như chết nhẹ nhàng vậy lắm Tôi coi trên thời sự nó nói vậy á Chúng ta sẽ chọn Chết do tiêm thuốc nha oh. <laughs> Chứ còn cái gì nữa Ai mà muốn chết bằng cái điện cơ chứ Bạn có muốn chỉ ăn KFC trong vòng 1 tháng Hoặc là chỉ ăn Taco Bell trong vòng 1 tháng Taco Bell là cái này nè anh em Tôi là một người ở dưới quê Và tôi chưa bao giờ ăn Taco Bell lần nào cả uhm, Và tôi lên mạng thấy nó khá là ngon đấy <laughs> Và nếu ăn trong 1 tháng hả uhm, cũng được luôn, tôi sẽ chọn Taco Bell nha, tại vì KFC tôi ăn hơi bị nhiều luôn. <laughs> Để coi nào. U, uh, cũng xem xem nhau thôi. Let's go. Câu hỏi này hóc búa hơn này, bạn sẽ chọn bị xe buýt đâm hay là xem người thân bị xe buýt đâm? oh, <laughs> Khi mà tôi bị đâm, tôi sẽ không làm video YouTube được nữa và tôi rất là ghét điều đó. Mà tôi cũng đéo muốn ai trong số người thân của tôi bị xe tông cả <laughs> à không sao anh em ơi tôi sẽ chọn bị xe biết đâm hên xui chúng ta ick sang thế giới khác nữa à, lập vàng harem bên bển trời ơi quá chuẩn luôn bị xe biết đâm nha ô ô ô vậy là 76% trăm người muốn ick sang thế giới khác giống tôi nó lại hợp lý đây một câu hỏi tiếp này nếu bạn bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang bạn sẽ làm gì bạn có muốn trốn thoát bằng cách đóng một chiếc thuyền hay là ở đó và đợi người khác tìm thấy bạn nếu mà tôi bị lạc trong đảo hoang á anh em tôi sẽ đợi khoảng một vài ngày đi và nếu cảm giác như là không còn hy vọng nữa tôi sẽ bắt đầu đóng một chiếc thuyền chứ mà tự nhiên vừa lạc đảo hoang cái là đóng chiếc thuyền chạy đi là không được này lỡ như mình đi dọc đường xong mình chết hay sao bị cá mập cắn hay là gì đó bảo vong mình chết hay sao mình đợi xíu đi Chừng nào mà không còn hy vọng nữa chúng ta mới bắt đầu đóng chiếc thuyền ở đây không có câu hỏi mình muốn chọn nhưng mà mình cứ chọn đại đi tem vậy là 71 người muốn đóng một chiếc thuyền và trốn thoát ok No, anh em chúng ta có một câu hỏi để test sự sạch sẽ này <laughs> bạn có muốn không bao giờ phải mua sắm tạp hóa nữa hay là không bao giờ phải giặt đồ là một lần nữa oh cái câu đầu tiên ý muốn nói là anh em chúng ta là có bao nhiêu bộ đồ thì sẽ mặc như vậy thôi không phải mua bộ đồ nào khác nữa và được giặt đi giặt lại nha còn cái câu thứ hai là có bao nhiêu bộ đồ thì mua được thêm nhưng mà mặc được đúng một lần thôi không được giặt lại mình nghĩ là mình sẽ chọn cái câu là không bao giờ phải giặt đồ lại Vì khi đó tôi sẽ được mặc đồ mới hàng ngày luôn à, Không phải mặc đồ cũ Đồ cũ á, dù có được giặt lại đi chăng nữa thì nó cũng không có thơm bằng đồ mới đâu anh em à Đấy thấy chưa, hợp lý phết đấy Bạn có muốn luôn khỏa thân hay là luôn luôn ngứa Câu này hơi căng nha Luôn khỏa thân mà đi ra ngoài đường hay gì đó thì bị cảnh sát bắt như chơi và sẽ đeo bao giờ có bồ được nữa luôn <laughs> và luôn luôn ngứa thì khó chịu vãi và cũng đeo bao giờ có bồ được nữa luôn oh shit <laughs> hmm. mình nghĩ là sẽ luôn luôn khỏa thân đi vì khi đó tôi sẽ Tôi bỏ đi, tôi không có giải thích đâu luôn quá thằng này về sáu mươi bảy người chọn giống tôi được đây nè anh em ơi ở đây có cái lựa chọn về một tựa game mà tôi cực kỳ thích chơi ấy bạn có muốn chơi Minecraft ngoài đời thực hay là chơi Mario ngoài đời thực ừ, Mario thì cũng vui đấy nhưng mà tôi cứ thích chơi Minecraft ở đây fan Mario nhiều vãi nồi anh em ơi tới 57% này bảy phần trăm này chúng ta thua anh em minecraft chúng ta thua rồi. đồ lại một câu hỏi hóc búa không kém nha bạn có muốn biết khi nào bạn sẽ chết hoặc là biết bạn sẽ chết như thế nào khi mà các bạn biết khi nào bạn sẽ chết đó, một là bạn sẽ vui vãi cái nồi ra hai là bạn kiểu thất vọng tràn trề luôn <laughs> tưởng tượng khi mà bạn vừa biết bạn khi nào bạn sẽ chết á cái đồng hồ như còn ba đúng 30 giây thua luôn nên là mình sẽ chọn cái cách là biết bạn sẽ chết như thế nào đi à, như vậy đi cho nó nó hợp lý câu này cũng khá là hóc búa đây nên là nhiều người sẽ chọn cách cách đầu tiên cũng được à. ở đây chúng ta có một câu hỏi đó chính là bạn sẽ chọn nói mọi ngôn ngữ trừ ngôn ngữ của quốc gia bạn hiện đang ở hoặc là chỉ nói ngôn ngữ của quốc gia bạn đang ở nhưng biết ý nghĩa của từng từ trong ngôn ngữ đó à. cái câu này thì tùy anh em thôi tôi là một thằng rất là thích chơi game và mấy cái game hay hay đó nó không bao giờ có tiếng Việt cả, nó toàn là tiếng Anh không à mà tôi là một thằng rất là ngu tiếng Anh. <laughs> và mỗi khi chơi game á tôi khó chịu vãi nồi ra nên là theo những ý muốn của tôi á thì tôi sẽ nói mọi ngôn ngữ trừ ngôn ngữ của quốc gia mà tôi đang ở đó. Như vậy thì khá là ngon. Vâng và chỉ có 35% người chọn cái câu của tôi thôi. Cái này là tùy vào sở thích hoặc là quốc gia bạn đang ở thôi nha. <laughs> OK, đây chúng ta có một câu hỏi về thiên tai này. Bạn sẽ chọn bị cuốn vào một cơn bão hay là bạn sẽ chọn bị cuốn vào một trận lụt? Khi mà anh em bị cuốn vào một cơn bão hoặc là một trận lụt đó, thì tỷ lệ anh em sống sót gần như là bằng không luôn. <laughs> theo tôi nghĩ là vậy nha chứ, tôi cũng không biết nhiều nữa. Mình nghĩ là mình sẽ bị cuốn vào một cơn bão thì sẽ hay hơn ấy. Đây, đây là theo trực giác thôi nha, <laughs> chứ không có cái gì gọi là khoa học gì đấy chứ. Ồ, oh, phần 57% người ấy. Bị cuốn vào cơn bão cũng khá là được đấy chứ Đây chúng ta có câu hỏi tiếp theo Là bạn sẽ trở thành một ngôi sao ca nhạc Hay là bạn sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh Câu này là quá dễ đối với tôi luôn Tôi rất 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 là thích cổ phim phim gì tôi cũng thích coi dân Kinh dị, siêu anh hùng Tùm lum tà la hết Tôi thích láng hết Đây là Trở thành một ngôi sao điện ảnh Cũng là một trong những mơ ước của tôi Hay. Quá dễ Wow 69 người luôn Nice Ở đây chúng ta có câu hỏi về tình bạn nè anh em Bạn sẽ chọn bị bạn trai hoặc bạn gái giết Hay là bạn sẽ bị giết bởi người bạn thân nhất Tôi á Thì đéo có bạn gái Bạn thân cũng không luôn Vậy thì <laughs> Ai là người giết tôi đây? What the heck? Nếu mà được chọn á, mình nghĩ là mình sẽ bị giết bởi chính người bạn thân nhất của mình Cái này là mình chọn đại thôi chứ cái câu này nó khó thật sự đây Khi mà tôi chưa có bạn gái hay là bạn thân dễ chân nên là tôi cũng không biết cái vụ này Vậy là 58% người muốn bị bạn trai hoặc bạn gái giết Ok, câu này cũng xem xem nhau Ok ok và chúng ta dừng ngay tại đây được rồi Nãy giờ tôi trả lời cực kỳ nhiều những câu hỏi khác nhau Câu hỏi hóc bố có câu hỏi gì Và cái trang web này á, tôi sẽ để link ngay phía dưới phần mô tả nếu anh em muốn thử Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tôi Bye bye